nhiều người thượng nghị sĩ đó cũng thấy là cái việc làm của ông cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden là đúng ở trong cấp chính trị của Việt Nam. Và so mình muốn cho các vị đó biết và also các cộng đồng khác á, đang coi về cái thượng viện á, là biết là một cái cảm nghiệm của một người tị nạn, của một người con của cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Không phải là chỉ là lời nói của Janet không, và lời nói của người Mỹ gốc Việt ở khu vực này và tiểu bang Cali. Và so that's why chúng tôi muốn đứng lên đó nói, tại nhiều người đã nói ổng tốt, ổng là một người anh hùng. Và chúng tôi nói, wow, maybe ổng là anh hùng cho quý vị, mà không phải anh hùng cho chúng tôi. Và chúng tôi muốn cho quý vị biết về cái việc làm của ông ta. Thế sau đó ấy, thì khi mà chị bị mời ra khỏi phòng họp thì lúc đó cái cảm giác của chị như thế nào ạ? Chị cảm thấy là họ có lý không khi mà họ mời chị đi ạ? Dạ không. And mình không có làm cái gì mà sai. Chúng tôi thấy là cái làm việc của thượng viện rất là sai, và một cái chỗ mà phải bảo vệ cái First Amendment right đó, phải là trong cái thượng viện. Thượng viện đó, nó kêu bằng là cái nhà của người dân. 40 người thượng nghị sĩ đại diện cho 40 triệu người ở tiểu bang Cali. Mà tại sao cái nơi nơi đó đó mà bị bịt miệng á, là bây giờ mình ở đâu mà không có bịt miệng được, phải không? So cái đó là mình thấy là các vị thượng nghị sĩ và bên đảng Dân Chủ á, làm rất là sai. Và bây giờ tới bữa nay đây cũng không có chịu xin lỗi cộng đồng của chúng ta. Vâng, thế nhưng mà họ cũng có nói ở trên các báo thì nói rằng là chị vi phạm cái điều lệ của họp của Quốc hội, và cũng có một cái là không tế nhị khi mà cái chuyện đó nó đã xảy ra lâu rồi, ông Tom Hayden thì cũng không còn sống nữa mà mang ông ấy ra để chỉ trích như vậy thì nó không có cái sự tế nhị của người hiện giờ còn sống. Đó thì chị trả lời những câu hỏi đó như thế nào? Và cái đó là sai, là tại vì 2 ngày trước khi chúng tôi phát biểu thượng viện vinh danh ông Tom Hayden, và trong 2 năm mà chúng tôi ở thượng viện mình chỉ có vinh danh một người thượng nghị sĩ thôi, đang là thượng nghị sĩ bà mất đi, so thượng viện vinh danh cái người đó. Ông Tom Hayden thượng nghị sĩ hồi 20 năm về trước lận, không phải là bây giờ thượng viện vinh danh ông ta. Cái ngày đó đó chúng tôi đã có giấy tờ để mình phát biểu rồi, và mình vô trong cái thượng viện mình thấy mình nhờ gia đình của him, mình thấy bạn bè và mấy người cựu thượng nghị sĩ mà đã làm việc chung với ông ta. Mình thấy no, mình nói bên này even though mình không có đồng ý cái việc làm của ông ta, but mình không có muốn phát biểu về ông ta trước mặt gia đình. Rồi chúng tôi bỏ đi, mình đi ra phòng khác mình ngồi đấy cho 1 tiếng rưỡi, mình im lặng, mình không có nói gì hết đó. Rồi cái đó mình muốn respect gia đình của ông ta rồi, và rồi mình không có nói gì hết đó. So 2 ngày sau đó đâu có ai nói với ông Tom Hayden nữa đâu. So mình thấy là ô, cái này là mình chỉ muốn phát biểu để cho lên cái record là người Việt Nam chúng ta và người Mỹ gốc Việt nghĩ về ông Tom Hayden ra sao. Và so cái đó là nói là chúng tôi mà không phải respectful to ông Tom Hayden, cái đó là sai. Because thượng viện đâu có lúc nào vinh danh mấy người thượng nghị sĩ hồi xưa mới Vâng. mất tay. Hai cũng trong vòng cấp mà ông Tom Hayden ông mất cũng 2 3 người thượng nghị sĩ khác nữa, mà mình đâu có vinh danh ở thượng viện đâu. Vâng. So cái đó là mình phải nói, là tại T muốn vinh danh ông ta thì mình phải nói lên cái lời nói đó. Và về chủ tịch, về cái procedure process đó, cái đó là cũng sai. T trước cái ngày trước khi chúng tôi phát biểu á, chúng tôi đã cho văn phòng của ông chủ tịch của thượng viện biết trong cái email á, của chánh văn phòng của ông ta đó gửi về cho văn phòng của chúng tôi á, nói là bà phải respect và cái view của mấy người khác về ông Tom Hayden. Bà thượng nghị sĩ á, muốn nói cái gì á, kêu bà viết một cái bài đi, bỏ lên Facebook hay là bỏ lên cái website đi, đừng có nói gì. Mà bà ta mà nói cái gì ngày mai á, chúng tôi á, sẽ nói là out of order. So đây đã trước khi đêm trước khi á, đã hăm dọa rồi. Và chị thưa chị cho quý vị biết á, là chúng tôi không có cần cho chủ tịch thượng viện biết mình làm cái gì, mình là thượng nghị sĩ, mình muốn làm, mình muốn nói, mình nói, mình không có cần cho người ta biết. Mình trong thượng viện very respectful, mình muốn show cái respect cho các thượng nghị sĩ khác và also ông chủ tịch thượng viện. Mình chỉ muốn để cho you biết là mình nói này, but instead nói ô không sao đâu thượng nghị sĩ nói đi, đã xong một người nhân viên của một
văn phòng khác hăm dọa Janet, một người thượng nghị sĩ, đừng có nói chuyện, bà nói chuyện chúng tôi sẽ vua out of order. Thế nhưng mà chị vẫn quyết định là phát biểu. Đúng. Vâng, thế thì đó là cái quyết định có tính chính trị, phải không ạ? No, cái quyết định của chúng tôi muốn phát biểu là chúng tôi chỉ muốn cho cái lời nói của cộng đồng Việt Nam và Mỹ gốc Việt chúng ta về ông Tom Hayden ra sao. Thế phản ứng của các phía sau cái sự kiện đó như thế nào? Thí dụ như là gia đình ông Tom Hayden có nói gì không? Hay là những người ủng hộ và phản đối chị thì họ nói gì ạ? Dạ, thì gia đình của ông Tom Hayden không có liên lạc với chúng tôi, ôi văn phòng của chúng tôi. Cộng đồng cử tri của Đại học 34 đã lên tiếng rất là mạnh mẽ. Và also cộng đồng Việt Nam chúng ta ở Hoa Kỳ gỡ thơ vô và nói là ủng hộ thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Và so chúng tôi cảm ơn quý đồng hương và nhiều quý đồng hương cũng đi lái xe 8 đến 10 tiếng đồng hồ đi Sacramento để biểu tình. Also, and so chúng tôi rất là mừng là tại cộng đồng chúng ta đó phải hiểu là sau 42 năm rồi, sau 40 năm mình có một người thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt. Bây giờ mình đứng ở trên cái bàn đó. Mình bây giờ ở trên cái bàn đó, tôi không có nghe cái tiếng của chúng ta. Tôi nghĩ người Việt Nam của mình không có mạnh. Cái đó là không có được. Because cái đó ảnh hưởng rất là nhiều. Thượng viện ở tiểu bang Cali, nhân sách của thượng viện là hơn 125 tỷ. Okay. Và cái ngân sách đó ảnh hưởng gia đình của chúng ta, y tế, việc làm, everything ở trong đời sống của chúng ta đó là trong cái thượng viện. Ở trong thượng viện nghĩ cộng đồng chúng ta đó, người Mỹ có việc đó, không có ra cái gì đó, làm sao mà mình tiếp tục tranh đấu được. So mình mỗi lần mình đi mà mình bỏ phiếu cho mấy người Mỹ có việc để lên chính quyền đã xong á, thì không có nghĩ là cộng đồng của mình không có cái sức đằng sau. Cái đó là cái mà mình phải nhật lên và wake up, biết là mình phải at this moment á, bây giờ á, cộng đồng Việt Nam ở khu vực này đã lớn mạnh lắm rồi. Con cái của chúng ta là bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư. Và ở khu vực này, người nào mà ứng cử phải đi theo và xin cái phiếu người Mỹ gốc Việt. Và không có cái phiếu người Mỹ gốc Việt là không có thắng được ở khu vực này. Và bây giờ mình đã lớn quá rồi. Mình bây giờ phải coi về chính trị ở tiểu bang. Và rồi mình phải show to tiểu bang Cali là cái sức mạnh của mình rất là nhiều và rất là mạnh. Và mình sẽ đoàn kết. Mình không phải là một đảng không. Mình không phải đảng Dân Chủ và mình không phải đảng Cộng Hòa. Cái này là về cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta và cái tiếng nói của chúng ta ở trên Thượng viện và tiểu bang Cali. Cái việc làm của bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn mà phản đối ông Tom Hayden là một cái việc làm nó chính đáng, rất là nó tốt. Nhưng mà nếu mà bà đi theo đúng cái nghị trình và cái nội quy của Thượng viện đó thì nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Là bởi vì nếu mà bà làm ra những cái khó khăn như vậy thì phía bên đảng Dân Chủ họ cũng sẽ tạo lại những cái khó khăn cho bà. Thì cái người cộng đồng Việt Nam, nhất là tại quận Cam đó, người ta đưa bà lên làm đại diện cho người dân ở quận Cam tại Thượng viện là một cái sự đóng góp rất là khó khăn từ tinh thần, vật chất cho đến ấy. Và cái sự kỳ vọng của người dân là hy vọng rằng là đây là lần đầu tiên chúng tôi có một cái người ở một cái chức vụ cao cấp nhất ở tại Quốc hội của tiểu bang California để mà bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam. Nhưng mà nếu mà vì những cái sự chống đối của bà không đúng theo cái nội quy của Thượng viện thì trong tương lai những cái dự luật mà bà đưa ra cho Thượng viện đó, ở bên kia họ có thể ignore, họ có thể coi nó không có ra gì hết. Thì cái đó nó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn cho cái quyền lợi của cộng đồng người Việt. Trước đây tôi cũng làm phụ tá cho bà giám sát viên, sau đó là hiện tại là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn rất là lâu. Nói như vậy để cho nó rõ cái vai trò của tôi và cái vị thế của tôi và cái mối liên hệ của tôi với bà Janet Nguyễn. Trước đây tôi là một cái người yểm trợ tài chính cho bà Janet Nguyễn kể từ khi bà chưa có là một cái dân cử gì hết, cách đây 11 năm mà tôi đã đi theo phục vụ cho bà. Sau đó gần 11 năm. Chỉ có đến khi bà lên thượng nghị viện thì tôi không có đi theo bà để làm việc thôi. Thì lẽ ra thì bà phải làm ngay cái ngày mà ông Tom Hayden mất
là ngày 23 tháng 10 năm 2016 đó. Cái ngày đó nó đánh dấu hơn 61 năm cái ngày thành lập một cái thể chế dân chủ và cộng hòa ở miền Nam. Cái ngày đó là cái ngày trưng cầu dân ý của miền Nam và thành lập một cái chế độ đệ nhất cộng hòa. Nhưng mà bà chọn vào cái thời điểm này thì nó lại trùng hợp với cái thời điểm mà bà phải đi ra tái tranh cử cho cái nhiệm kỳ thứ hai của bà vào năm 2018. Thành ra cái việc mà tranh đấu của bà nó mất đi cái tính cách trong sáng một phần nào. Hiện tại cái vai trò của bà là một trong những nhân vật ở một cái đảng thiểu số. Mà cái đảng thiểu số đó nó lại phải chống lại với một cái đảng đa số tuyệt đối là đảng Dân Chủ. Nếu mà cái lối tranh đấu của bà mà nó tranh đấu bằng một cái cũng vào cái thời điểm này nhưng mà nó với một cái hình thức khác, hoặc là bà phải tuân thủ một số những cái thủ tục của Thượng viện thì nó sẽ không có những cái tạo ra những cái tranh cãi. Vâng, bà ấy nói rằng là bà ấy cũng tuân thủ tất cả những cái quy định chứ bà ấy không có vi phạm, thì không hiểu ông nghĩ thế nào. Thật sự ra thì bà là cái người của đảng thiểu số, thì đảng đa số là cái đảng mà phía bên ông Tom Hayden, thì người ta kiểm soát cái Thượng viện và là người ta kiểm soát nó gọi là đa số tuyệt đối luôn. Thành ra coi như là cái tiếng nói của bà trong tương lai cho những cái dự luật mà bà sắp sửa mà đề cử đó, bà có thể bị ảnh hưởng rất là nhiều, và cái đó nó làm ảnh hưởng tới cái cộng đồng của chúng ta. Vâng, và thưa ông thì không hiểu ông nhận xét như thế nào về cái sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở quận Cam này cho bà Janet Nguyễn trong thời điểm này ạ? Theo tôi nghĩ là sự yểm trợ của cộng đồng đối với bà Janet Nguyễn rất là nhiều. Tuy nhiên có một số những cái việc, những cái người mà chung quanh của bà đó, hoặc là những cái người cố vấn hay những cái người tổ chức cho bà đó, mới đây họ tổ chức cái lễ xuống đường, một cái cuộc xuống đường để mà ủng hộ bà, nó cùng ngày với cái cuộc xuống đường để ủng hộ những người dân ở trong nước về cái vụ Formosa, mà nó bị trùng hợp vào cái cùng một cái thời điểm, cùng một cái địa điểm, thì những cái người đó họ mời các cái dân cử ngoại quốc tới, thì cái điều đó nó tạo một cái khó khăn cho những cái người dân cử gốc Việt cũng như những người dân cử ngoại quốc. Người ta không hiểu rằng là cái cuộc xuống đường đó là để ủng hộ cho bà hay là để ủng hộ cho những người dân ở trong nước. Mà cái việc ủng hộ người dân ở trong nước thì nó quan trọng hơn là cái việc ủng hộ bà, tại vì bà lúc nào bà cũng có đủ khả năng để bà tạo những cái cuộc xuống đường, chẳng hạn như hai ngày sau đó thì bà có thể tổ chức xuống đường tại Sacramento được. Nhưng mà cái tiềm năng để mà yểm trợ những người trong nước mà tranh đấu để giành cái quyền ở Formosa rất là khó tổ chức cái đó.